Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị ạ nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top màu trắng ngọc trinh quý vị ạ nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh đúng 6 vạn km và cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản luôn bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 418 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City Top 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
8 này là một cái khối động cơ xăng iVTEC với dung tích 1.5 lít quý vị các bạn nhé, kết hợp với hộp số CVT tức là hộp số tự động các bạn nhé. Và tất cả ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Nhưng điều mà tôi muốn nói đến quý vị và các bạn ở chiếc xe này đó là nó còn nguyên bản này. Nguyên bản từ ốc chân máy các bạn nhá cho đến ốc mặt máy hay còn gọi là ốc doanh dàn cò đây. Tất cả ở cái khoang động cơ này là còn nguyên zin hết luôn bạn nhá. Cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không có bị ngập nước gì đâu bạn nhá. Tất cả là còn nguyên bản này. Nguyên bản ở trong cái khoang động cơ này các bạn nhá. Đấy, từ những ốc cabo đấy, cho đến keo chỉ này. Keo chỉ cabo này là đều nguyên zin hết luôn bạn ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Ở cái phần động cơ này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn. Với những chiếc xe đến từ Nhật Bản nói chung và chiếc xe Honda City nói riêng này, động cơ có thể được ví như là nồi đồng cối đá, rất là bền bỉ luôn bạn nhé. Thứ nhất là tiết kiệm xăng, thứ hai nữa là bền bỉ của bạn nhé. Tiết kiệm xăng thì bạn xem đây ạ. Với chiếc xe Honda City phiên bản top này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu cái này là nó hơi mờ này, vì dán kính chiếc xe này dán kính đen cho nên mức tiêu thụ nhiên liệu hơi mờ, chỉ 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 7,59 lít, còn nên ngoài đô thị có 4,86 lít thôi các bạn ạ. 4,86 lít nhé, tức là chưa đến 5 lít xăng cho 100 km. Đấy, ở cái động cơ của Nhật Bản thì bao giờ nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City Top 2018 lăn bánh hơn 6 vạn km bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 418 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.